Nga ơi, công ty hiện tại nhận được rất nhiều phản hồi của khách hàng là muốn xem video thực tế của bà con làm cắm viên tại nhà bằng máy F150 xem có tốt giống như công ty luôn giới thiệu hay không. Em có thể giới thiệu cho bà con các video phản hồi của khách hàng có được không? Tất nhiên là được rồi ạ. Ngọc Nga hiểu được tâm lý của bà con, đó là chăm nghe không bằng một thấy. Và để cho bà con có thể tin tưởng hơn về sự ưu việt của dòng sản phẩm F150, vậy thì ngay bây giờ xin mời bà con hãy nán lại một vài phút để cùng theo dõi một số clip của bà con trên mọi miền đất nước. Sau khi sử dụng máy F150 làm cắm viên hiệu quả cho vật nuôi nhà mình đã gửi phản hồi tích cực về cho quý công ty. Xin mời bà con ạ. Đầu tiên là phản hồi khách hàng anh Đình Long ở Cà Mau. Với nguyên liệu sấu canxi, bột cám gạo, ngô hạt làm cám sạch không chất phụ gia, nhờ sử dụng máy F150 mà anh đã có thể tự làm cám viên cho đàn gà 500 con nhà mình. Tiếp theo là anh Chính ở Đà Nẵng. Chỉ với 3 nguyên liệu đơn giản sẵn có, giá thành rẻ là ngô hạt, thóc và rau đã làm ra mẻ cám thơm ngon cho đàn gà vài chục con nhà mình. Khách hàng chị Lan ở Hà Tĩnh phối hợp nguyên liệu phong phú gồm cám, gạo lứt, rau, ngô làm ra mẻ cám đầy dinh dưỡng cho vật nuôi nhà mình và còn đem thành phẩm cám do chính chị làm ra bán cho bà con xung quanh. Tiếp theo là anh Đức ở Thanh Hóa với nguyên liệu các loại hạt ngũ cốc đã sáng tạo ra những viên cám đầy dinh dưỡng cho đàn gà nhà mình. Tiếp theo là anh Minh ở Nghệ An với công thức riêng gồm ngô, rau, quả khô đậm đặc, nhờ sử dụng máy F150 đã làm ra viên cám đảm bảo dinh dưỡng nhất dành cho đàn lợn nhà mình. Vâng, và phản hồi tiếp theo là của anh Nam Anh ở Hồ Chí Minh, sử dụng máy F150 ép các loại nguyên liệu vỏ lạc, cỏ voi, ngô, thóc thành những viên cám dinh dưỡng cho đàn vịt gà của gia đình. Phản hồi của anh Minh ở Đắk Lắk với nguyên liệu rau, ngô, sắn, cà rốt. Sau khi sử dụng máy F150, mỗi giờ có thể sản xuất ra 150 cân cám viên cho vật nuôi nhà mình. Anh Dũng ở Đồng Nai đã sử dụng nguyên liệu là cám gạo, vitamin và men vi sinh làm thức ăn chăn nuôi cho 20 con bò, giúp tiết kiệm chi phí lên tới 40%. Và cuối cùng là phản hồi của anh Thủy ở Hải Phòng với nguyên liệu cám gạo, đầu cá và rau, sử dụng máy F150 lắp đặt đầu nổ D8 tiện dụng, có thể sử dụng ở những nơi không có điện 220V, vẫn đảm bảo năng suất lên tới 150kg trên một giờ cho vật nuôi nhà mình. Và hầu hết các phản hồi về dòng sản phẩm ép cắm viên F150 bà con gửi về cho công ty Bình Minh đều là những phản hồi tích cực. Nhờ tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất cho vật nuôi. Chỉ trong vòng một vài tháng, bà con đã có thể thu hồi toàn bộ số vốn ban đầu đã bỏ ra khi mua máy F150. Về dòng sản phẩm máy F150 gửi về phía công ty Bình Minh. Còn có rất nhiều các video về các dòng máy khác do công ty Bình Minh sản xuất của bà con ở khắp mọi miền đất nước gửi về phía công ty. Bà con muốn xem thêm video nào, hãy nhanh chóng để lại bình luận ở dưới clip. Và nếu thấy video hay và bổ ích, hãy nhanh chóng nhấn like và theo dõi để ủng hộ tinh thần cho Ngọc Nga mang đến nhiều video hay và bổ ích khác gửi đến cho bà con. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.